Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, đó là chiếc Hyundai Custin phiên bản đặc biệt, phiên bản động cơ 1.5 turbo. Thì xin giới thiệu qua với anh chị, Hyundai Custin là một chiếc xe dòng MPV. Nó mới ra mắt tại thị trường Việt Nam đâu đó khoảng 3 tháng. Thì Hyundai Custin có 3 phiên bản được ra mắt, đó là phiên bản 1.5 tiêu chuẩn, 1.5 đặc biệt và 2.0 cao cấp. Thì hôm nay em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá bán của Hyundai Custin, 3 phiên bản và những cái màu xe sẵn giao, để quý anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc MPV đi công việc, đi gia đình, có thể là chở sếp làm kinh doanh, có thể chở những sếp Hàn hoặc sếp Trung, cũng như là các sếp người Việt ngồi hàng ghế phía sau. Vì sao thì Custin thì được thiết kế càng lên bản cao cấp thì sự ưu tiên thiết kế và tiện nghi cho hàng ghế phía sau càng được chăm chút. Và một chiếc xe có động cơ là 1.5 turbo cũng như là 2.0 turbo, với mã lực của bản 1.5 turbo là 170 mã và bản 2.0 turbo đó là 236 mã, thì hoàn toàn đủ sức mạnh và sự khỏe khoắn để vận hành một chiếc xe 7 chỗ dòng MPV. Đây là một chiếc xe có thể cạnh tranh so với cả Kia Carnival. Vì sao? Vì giá bán, vì công nghệ, đặc biệt là giá bán. Vì là một chiếc xe phiên bản cao cấp Custin đang được chào bán giá cực kỳ tốt, đó là 999 triệu phiên bản đặc biệt, với mức giá niêm yết là 945 triệu. Và bên Hyundai Bắc Ninh đang giảm giá cho khách hàng 15 triệu cho phiên bản đặc biệt đây. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì giá biết là 850 triệu và được giảm giá 5 triệu so với giá niêm yết. Phụ kiện và quà tặng theo xe đó là phim kích nhiệt, trải sàn da, vô lăng. Phim kích nhiệt thì phim Nissan của Mỹ, đem bảo hành 10 năm. Đây là thông số tiêu hao nhiên liệu của phiên bản 1.5 turbo. Đường ngoài đô thị thì chỉ với 5,86 lít, đường trong đô thị là 9,31 lít và được kết hợp là khoảng 7,13 lít. Là một động cơ xăng, có tính năng ưu điểm của động cơ xăng của Custin thì là có sự tăng tốc tốt này, bốc này, và khá là tiết kiệm nhiên liệu cho phiên bản 1.5 turbo. Và không có sự ồn ào như động cơ máy giò của Kia Carnival. Thì cùng vào phần nội thất của xe thì anh chị có thể thấy Custin được trang bị những tông màu chủ đạo cực kỳ là sang trọng, là màu đen, màu nhám bạc và những cái đường viền mạ bạc chạy vòng theo khoang nội thất. Cửa đóng cũng rất là chắc chắn. Trên chiếc vô lăng bọc da 4 chấu này được mạ bạc là sẽ là những cái phím bấm đàm thoại rảnh tay này, rồi ga tự động cruise control, tính năng tăng giảm âm lượng và lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình đa thông tin sau vô lăng đó. Thì được trang bị với cả 3 phiên bản, đó là màn hình 4.2 inch TFT, còn màn hình giải trí trung tâm thì được trang bị với kích thước là 10.4 inch, tích hợp các cái công nghệ như là Apple CarPlay, Android Auto và có những cái tính năng như điều khiển hệ thống điều hòa, thông gió ghế cho phiên bản đặc biệt và cao cấp. Đèn nổ start stop cũng được trang bị cho cả 3 phiên bản. Ở phiên bản Custin đặc biệt này thì sẽ có sạc không dây, và cửa sổ thì sẽ có cửa sổ trời kép. Ghế lái của xe thì được trang bị, đó là ghế chỉnh điện, và hàng ghế phụ thì cũng được trang bị ghế chỉnh điện. Hàng ghế thứ hai thì của Hyundai Custin thì phiên bản này thì chưa được trang bị tính năng chỉnh điện, nhưng mà hàng ghế phiên bản thứ hai, phiên bản cao cấp thì đã được trang bị rồi, thưa quý anh chị. Phanh tay điện tử thì được trang bị cho cả 3 phiên bản, giữ phanh auto hold cũng vậy.
Driver, chế độ lái thì cũng được trang bị cho tất cả các phiên bản, đặc biệt là phiên bản cao cấp, phiên bản 2.0 thì được trang bị hệ thống Hyundai Smart Sense và có làm mát thông gió, sưởi ấm cho cả hàng ghế sau và hàng ghế trước. Màu xe thì bên em có tổng cộng đó là 8 màu, đó là màu trắng, màu bạc, màu xanh lục bảo, màu đen, màu xám kim loại và xanh bóng đêm. Về phần nội thất, ngoại thất bên ngoài xe, đó, chị có thể thấy là cutin được trang bị với vẻ bên ngoài thể thao, hầm hố và toát lên cái phong cách doanh nhân rất là hiện đại. Đó, bản đặc biệt nhưng mà sẽ được trang bị với la răng phay xước kích thước 18 inch này, tích hợp công nghệ cảm biến áp suất lốp, rồi cửa trượt thì cho cả 3 phiên bản, cửa trượt điện chống kẹt, tính năng chỉnh điện đây, em sẽ tính năng chỉnh điện cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai, cửa gió điều hòa và thông gió làm mát và sạc không dây cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai. Đó, sạc không dây, rồi thì sạc USB. Hàng ghế thứ hai là rất là rộng để em ngồi lên để quý anh chị cùng cảm nhận. Đó, với độ ngả lưng ghế tốt này, hàng ghế thứ hai thì sẽ được tích hợp những cái phím bấm chỉnh điện tiện nghi, rồi có công tắc phím bấm điều khiển đèn, rồi bàn làm việc, hàng ghế thứ hai rất là tiện lợi. Và mới mức giá bán là bản đặc biệt là 945 triệu thì lăn bánh tại thị trường Việt Nam nó chỉ hơn 1 tỷ một chút thôi. Đó, một chiếc xe MPV rộng rãi, sang trọng, đầy đủ công nghệ tiện nghi. Thì quý anh chị quan tâm đến Hyundai Custom thì xin lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Thì xin cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.